mười đốt mười đốt mười đốt mười đốt mười đốt ấy rồi, ngồi kiểu này đau đít quá. Ôi ôi, tọt bố mất cả sống giữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của No 2 và tôi là Tùng Nổ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một vấn đề, đó chính là cách các bạn chọn Vega cạp trâu một cách chuẩn nhất mà không ai có thể lừa các bạn được, an toàn tuyệt đối, tránh rủi ro, tiền ít hít VL thơm. Đó là cái nội dung của video ngày hôm nay tôi muốn hướng đến. Như các bạn biết là tiền ảo thì nó đang nhảy đít cô, lúc nó lên lúc nó xuống. Chính vì vậy cái giá Vega cạp trâu thì lúc nó bị tụt quần, lúc thì nó lại mặc váy xinh đẹp. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 2 đến 3 tháng, 4 tháng đi cho nó xem cái vật thời gian, RX470 đã có những thời điểm mà thợ mua buôn với nhau tụt xuống đến mức là 700.000 đến 800.000. Nhưng ở cái thời điểm này nếu RX470 mà thợ đổ buôn cho nhau nó đã lên đến là hơn triệu. Thực sự nó sẽ còn những cái điệu nhảy disco liên tục. Vì vậy cái việc chúng ta đợi và hóng lúc Vega châu bò kéo giá tụt xuống hay là chúng ta mua ở thời điểm nào thì thực sự nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn là chính. Còn cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi giải quyết hai câu hỏi. Thứ nhất, có nên chọn Vega cạc trâu hay không? Và thứ hai, chọn Vega cạc trâu như thế nào cho chuẩn? Tí nữa tôi sẽ ở cuối video tôi sẽ show cho bạn gần 100 chiếc Vega cạc trâu. Các bạn nhìn vào các bạn lóa mắt luôn. Nhưng ở cuối video sẽ có cách giúp bạn chọn một cách chuẩn xác nhất mà đỡ phải ân hận nhất, tiền ít hít VL thơm. Mời các bạn. Câu hỏi đầu tiên, vế đầu tiên chúng ta phải giải quyết của hôm nay, đó là có nên mua Vega cạc trâu hay không. Thưa bạn, chúng ta phải đồng điệu quan điểm với nhau. Mua hay không mua là quyền của bạn, không bố con thằng nào có thể tác động vào túi tiền của bạn, trừ bạn và người yêu và bố mẹ các bạn. Vì vậy mua hay không hãy tự mình đưa ra quyết định. Nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng nếu không có trâu chết bò toi, nếu không có Bitcoin giảm giá, các bạn sẽ không bao giờ mua Vega được với cái giá rẻ như vậy. Vì vậy hãy đội ơn ông trời cho chúng ta những cái trải nghiệm tuyệt vời với cái giá cực kỳ rẻ. Tất nhiên cuộc sống luôn luôn là như vậy, kinh doanh cũng luôn luôn là như vậy. Nếu không có mạo hiểm thì không có lợi nhuận, nếu không có rủi ro thì không có lợi nhuận. Nếu muốn vứt tiền ít hít VL thật thơm thì các bạn phải chấp nhận cái rủi ro của cạc trâu mang lại. Không có cái nghĩa lý gì mà bỏ vài trăm nghìn ra lại đòi những cái thứ cao xa công chúa, không có đâu ạ, đời không như vậy. Chúng ta đều biết là những chiếc Vega thông thường thì thường có thời gian bảo hành là 36 tháng tại Việt Nam. Thời gian sử dụng của nó có thể lên đến đó là 5 đến 7 năm nếu không gặp vấn đề về nguồn hoặc lỗi của nhà sản xuất. Với cái mức độ sử dụng từ 3 đến 6 tháng một ngày. Mười đốt. Với cái mức độ sử dụng từ 3 đến 6 tháng một ngày thì thực sự là tất cả những cái bảo hành hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của bạn. Còn với những chiếc Vega trâu cày ấy, thì không bố con thằng nông dân nào bắt con trâu của mình chạy 3 đến 6 tiếng một ngày đâu ạ. Chạy ít lắm các bạn, họ chỉ chạy 24 tiếng một ngày thôi. Và 365 ngày chạy đủ cả 365 ngày. Chứ không bao giờ bắt con trâu của mình chạy 3 đến 6 tiếng một ngày đâu ạ. Vì vậy cái thời gian họ chạy 1 năm tương đương với các bạn chạy hết công suất của cái Vega của bạn trong 6 đến 10 năm. Các bạn thấy chưa? Bạc chưa? Chính vì vậy là rủi ro sẽ phải đi kèm với số tiền các bạn bỏ ra. Chính vì vậy mà tuổi thọ của Vega trâu cày nói thẳng phăng ra có thể làm mất lòng rất nhiều anh em. Đó là kiểu gì cũng phải giảm hơn so với Vega người sử dụng. Nhưng cũng nói thẳng với anh em là những người đang xem video này, với cương vị là người sử dụng, các bạn không thể hít VL thơm tuyệt đối nếu các bạn bỏ một số tiền ít đòi hỏi hiệu năng cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến vấn đề chính của chúng ta, đó là lựa chọn Vega trâu cày làm sao cho chuẩn nhất. Thì sau đây Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn
bốn cách để các bạn có thể lựa chọn Vega châu cày một cách chuẩn xác nhất, tiền ít nhất, hít VL thơm nhất, an toàn nhất, khỏe nhất, sướng nhất, phê nhất. Được chưa ạ? Bắt đầu với cách thứ nhất. Các bạn nhìn thấy nhiều châu chưa? Cái số 1 để lựa chọn Vega châu cày chuẩn xác nhất chính là lựa chọn những con Vega có tuổi thọ đạp giống ít nhất ở vấn đề châu. Có nghĩa là châu của các bạn có cái tuổi thọ cày thấp nhất. Cái này thì các bạn có thể để ý bằng cách khi người ta giao bán đó là giới 570, 8GB, còn bảo hành 20 tháng, còn bảo hành sấp xỉ 30 tháng, full book full hộp. Có nghĩa là những con Vega đó được cày ít nhất. Tôi có thể lấy mẫu cho các bạn một con. Đây là bản giới 570 còn bảo hành của Mai Hoàng. Vì vậy nó không khác gì chúng ta mua hàng mới cả. Được chưa ạ? Cái thời gian và tuổi thọ cày rất ít. Vì vậy chúng ta hoàn toàn rút vào để hít được VL thơm. Cách thứ hai đó là các bạn lựa chọn những chiếc Vega có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nói thật với các bạn, cái điều này khó vai đái luôn. Nói thẳng trắng phớ cho các bạn. Vì ông nào bán cũng mông và ấp, và ông nào bán cũng phải là PM cái sản phẩm của mình lên thôi. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì các bạn thì phải lựa chọn kỹ. Đó là xem sản phẩm đó còn bảo hành ở đâu và bảo hành bao nhiêu thời gian, còn siêu hay không, đã từng qua đập đá, phá ống bơ hay là đã từng qua sửa chữa chưa. Soi thật kỹ, ngắm thật chuẩn và bắn thật chặt một phát ăn luôn. Còn bảo hành quất, còn siêu, còn hộp, chưa sửa chữa quất. Rất đơn giản vậy thôi. Cái thứ ba các bạn cần để ý trong lúc các bạn mua bạc cạc trâu nhá. Thứ nhất chính là cái hình thức bên ngoài phải đẹp lung linh. Đây các bạn này, không hề gì xét. Ngon, đẹp, ngon, đẹp, ngon, đẹp. Thấy chưa? Cả hai mặt đều phải ngon đẹp. Chứ đừng kiểu mốc như kiểu hàng bị chơi nhiều như này nhá. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Thâm thâm như miếng thịt trâu chiều này. Mốc hết bố rồi đâu nữa mà dùng. Vì vậy nếu hàng mốc, hàng thâm, người ta gọi là hàng thâm nho nhọ đít ý, thì đừng có ham rẻ. Được chưa ạ? Đừng có ham rẻ. Đây nhá, ví dụ cho các bạn một con. Nhìn thấy chưa? Xấu xấu bẩn bẩn 028. Đít thì thâm tuyệt này. Với những con đít thâm như này nhá, các bạn, người ta cho các bạn bảo anh ơi anh muốn cho em Vega này, anh phải cho em tiền thì em mới nợ lấy, không cho thì anh để về anh dùng đi. Được chưa ạ? Một cái mẹo nhỏ thứ tư nữa giúp các bạn mua Vega cạc trâu an toàn nhất, đó chính là hãy thử trực tiếp ở nơi các bạn mua. Test full mock, test phần mềm chơi game, test game. Tốn ít một chút thời gian nhưng an toàn tuyệt đối. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Hãy bỏ thêm nửa tiếng đến 15 phút ngồi test tất cả những cái gì các bạn có thể để test. Nó sẽ an toàn cho các bạn một cách tuyệt đối trong quá trình các bạn sử dụng. Một cái nữa Tùng muốn chia sẻ với các bạn trong khi các bạn mua Vega châu cày, đó là các bạn nên kiểm tra BIOS của Vega châu cày. Rất đơn giản là với dân cày trâu ấy thì người ta thường mốt BIOS. Ấy dồi ôi, ngồi kiểu này đau đít quá. Ôi ôi, tọt vỗ mất cả sống giữa. Với anh em cạc trâu ấy thì người ta thường đó là mốt BIOS để cho chiếc Vega chạy một cách hết công suất, để sinh ra tiền một cách nhanh nhất, để hết khấu hao một cách nhanh nhất. Vì vậy là chúng ta phải kiểm tra cái cạc trâu đó đã được trả BIOS về trạng thái mặc định của nhà sản xuất chưa. Nó sẽ chạy ok hơn rất nhiều. Sẽ có một video mình hướng dẫn các bạn chi tiết ở cái vấn đề đó. Vì vậy các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để các bạn có thể cập nhật video đó một cách sớm nhất. Một vấn đề nữa các bạn cần để ý khi mua Vega cạc trâu, đó chính là cái vấn đề tốc độ quạt ấy. Nhiều con nó bị phích quạt để cho nó chạy hết công suất, để cho nó mát. Vì vậy là các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái phần mềm như full mock và phần mềm mới đi để các bạn test xem cái tốc độ quạt ok không. Một điều tối quan trọng trong cái vấn đề các bạn mua Vega cạc trâu còn bảo hành chính là hãy chọn nó thật sạch, thật đẹp. Tại sao lại như vậy? Thưa các bạn, trong chữ bảo nó có chữ hành. Vì vậy các đơn vị bán hàng thường sẽ hành các bạn trước. Nếu mà Vega của các bạn còn bảo hành, đặc biệt là Vega châu cày, nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn thì kiểu gì đến 70-80% các bạn sẽ bị từ chối bảo hành. Nói thẳng với các bạn câu, họ không thiếu cách. Cái cách là họ có thích để từ chối bảo hành các bạn hay không thôi. Vì vậy là hãy chọn những con Vega châu còn bảo hành nhưng đẹp mỹ mãn, đẹp titanium thì thôi, chúng ta hãy mua. Còn xấu xấu bẩn bẩn, trừ khi giá rẻ, chấp nhận rủi ro.
hãng mua. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tôi là Tùng Nổ. Cảm ơn các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này đến cộng đồng. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.